Trường Giang chăm chút ái nữ đầu lòng, sẵn sàng lăn xả chiều theo sở thích của con. Dạy học tiếng Anh, Kim Luân Việt đón đưa. Được xem là ông bố thương vợ chiều con nhất VBiz, Trường Giang luôn khiến dân tình yêu mến khi chăm sóc bé Destiny chu đáo. Luôn ở bên nhóc tì dù lịch trình công việc bận rộn, thậm chí Nhã Phương không ngại chia sẻ rằng cô cảm thấy ghen tị với ái nữ. Sau khi kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương thoải mái hơn, chia sẻ khoảnh khắc đời thường giữa các thành viên. Sau nữ sinh năm 1990, đăng tải đoạn video ông xã đến đón con gái tan học, bày tỏ sự ghen tị khi bé Destiny rất thân thiết với ba. Có thể thấy dù bận rộn đến đâu, mười khó vẫn cố gắng có mặt trong mọi hoạt động của ái nữ. Không chỉ được biết đến là một nghệ sĩ hài nổi tiếng ghi dấu ấn qua vai diễn mười khó, Trường Giang còn là một người chồng, người bố quốc dân. Nam MC luôn đặt lợi ích của bà xã Nhã Phương và Destiny, tên thật là Võ Thanh Thiên Ý, lên hàng đầu. Từ khi nhóc tì còn nhỏ đến lúc cứng cáp đến trường, anh luôn ở bên con, dạy học và đưa đón bé hàng ngày. Hai vợ chồng Nhã Phương cùng chăm sóc giáo dục ái nữ, mong con có khởi đầu toàn diện nhất. Họ cho con học tập, chơi thể thao, bơi lội. Trường Giang dạy Destiny học tiếng Anh, nhóc tì trả lời vanh vách các câu hỏi khó của bà tí. Qua những bài chia sẻ, khán giả dành nhiều lời khen khi con gái nam danh hài đáng yêu, lanh lợi, được thừa hưởng sự hoạt ngôn từ ba. Sinh ra trong gia đình có phụ huynh đều là những nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt, Destiny trở thành nhóc tì hot nhất nhì trong làng thế lực nhí VBiz. Suốt thời gian qua, cặp đôi chỉ công khai loạt khoảnh khắc chụp đằng sau lưng hoặc che chắn một phần dung mạo của bé. Giờ đây nam danh hài mới chính thức công khai tên thật của con. Mười khó từng chia sẻ rằng một ngày đẹp trời là anh đi diễn đã về không kịp. Lúc anh lên máy bay thì vợ đã đi sinh con. Lẽ ra vợ đẻ hôm sau nhưng chuyển dạ sớm nên đẻ thường được luôn. Anh cảm thấy mọi thứ đều do định mệnh sắp đặt chứ mình chẳng sắp được gì cả. Mà định mệnh là ý trời rồi, ý của trời xanh đã sắp đặt sẵn rồi nên anh đặt tên con là Thanh Thiên Ý, kết hợp cùng họ Võ của anh. Về tên của con gái, Trường Giang cảm thấy mọi thứ đều do ý kiến của trời xanh sắp xếp nên quyết định đặt tên cho ái nữ. Nickname tiếng Anh của con gái Trường Giang là Destiny, định mệnh, cũng có ý nghĩa tương tự. Nhã Phương từng tiết lộ rằng Trường Giang nghiện con và mỗi lần quay hình xong lại sớm về nhà để chăm sóc và chơi với nhóc tì. Những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội đã chứng minh điều đó. Thời điểm bé Destiny chào đời, Trường Giang không ngại bất cứ việc gì, từ cho con uống sữa đến thay tã. Cũng chính vì thế mà khi nhóc tì lớn hơn một chút, cô bé đặc biệt quấn và thích chơi cùng với ba. Trường Giang luôn coi ái nữ của mình như một cô công chúa nhỏ, nam danh hài bồng bế cổng khi thì lại nắm tay con không rời, kể cả lúc ở nhà hay khi ra ngoài chơi. Đặc biệt dù bận rộn nhưng mười khó dành rất nhiều thời gian để nô đùa cùng bé Destiny. Trong căn nhà có khuôn viên cực rộng của mình, Trường Giang đầu tư hẳn một bãi cát để làm sân chơi cho Destiny. Trên mạng xã hội cũng đăng tải rất nhiều khoảnh khắc nam danh hài vui đùa làm trò nhí nhố chiều theo ý của con gái. Trước đó cư dân mạng còn thích thú chia sẻ một khoảnh khắc ở hậu trường ghi hình của Trường Giang, diễn viên mười khó ngồi ở một góc gọi điện thoại còn không ngại dành cho con nụ hôn gió. Trong một đoạn video về ngày nghỉ với bé Destiny, Trường Giang đã đích thân vào bếp để trổ tài nấu món ăn cho con gái rượu. Sau đó khi dọn đồ ăn ra bàn, nam danh hài còn tận tình đút cho tiểu công chúa nhà mình. Destiny khen nức nở món ăn khiến ba Trường Giang phỏng mũi. Cô bé nói cảm ơn ba tí, chỉ qua một hành động nhỏ của nhóc tì cũng đã có thể khiến khán giả xuýt xoa vì độ dễ thương và ngoan ngoãn. Không chỉ vậy, trong một khoảnh khắc khác được đăng tải, Destiny còn trông như một người lớn khi ngồi uống trà với Trường Giang. Tiểu công chúa nhà Nhã Phương ân cần rót trà cho phụ huynh. Sau đó hai ba con cùng ly, bỏ mặc sự có mặt của mẹ. Dù tất bật với công việc, lịch trình dày đặc, Trường Giang vẫn đảm bảo vai trò trụ cột gia đình. Nam danh hài chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho ái nữ đầu lòng, yêu thương bà xã hết mực. Anh cũng thoải mái hơn khi chia sẻ những khung hình, khoảnh khắc đời thường với các thành viên. Khán giả hy vọng cặp sao sẽ chính thức công khai toàn bộ dung mạo của bé Destiny.